Rồi, chào tất cả anh em chiến hữu cua thủ thân mến. Bữa nay tiếp tục em lên cho anh em con đồng rù này. Con này thì nó thì thuộc về cái dạng này là đâu anh em xem và nhìn thử cái bộ hình và cái sắc lông này được gọi là quý hổ chưa nha anh em ha. Còn về cái nước rù của con này thì nói chung là nó không gọi là tốc độ không xiết, nhưng mà con này nó gù rất cực bền và ghê, gù liền nhanh lắm nha. Nhưng thì nay em đánh về thần ăn uống ổn và ok nên em mới quay gõ ngoại hình chim, hình ảnh lên cho anh em xem và thẩm ngoại hình. Rồi một chút đây em sẽ đưa một đoạn clip rừng thu phục em nó ở ngoài rừng cho anh em xem cái nết rù và anh em thẩm nước chơi. Còn về vấn đề chim, cái nước ngoài của em nó thì để em báo cho anh em biết cho rõ. Con này là cái nước ngoài của chim, là con này nó gước cực kỳ, phải nói là nó gước rất tốt, rất mạnh luôn. Chim kèm thì cũng khá mà nó gước được rất tốt nha. Còn về cái nết gù của nó, là con này là cái nết gù của nó rất liền, chứ nó không tốc độ, nhưng mà nó gù liền và gù bền. Còn ngoại hình chim thì đây, mời anh em xem và đánh giá coi con này nó được gọi là ngoại hình và sắc lông như vậy có gọi là được quy hổ hay không nha anh em. Chim thì con này mình đánh nó, mình tưởng đâu nó là lúc nó ở ngoài tàn nó chơi, là mình tưởng đâu nó là một con chim chặn nha, mình tưởng đâu nó chặn nha anh em, nên mình đánh dò nó cũng hơi khá thưa chứ không có sát bội cho mấy, bởi vì sợ chặn nên mình không có dám đánh thưa dò, mình đánh hơi thưa chút. Mà không ngờ con chim nó là nó không chặn, nó xuống nên nó đá, nó rù một tăng rồi nó nhào, nó kè bội sớm quá nên dính nhanh, cũng uổng tiếc một cái clip coi chưa đã là về nguyên nhân dính hơi nhanh quá. Chứ con này mà nó chưa dính thì cái clip còn kéo dài thì cái trận đấu của nó sẽ ra tài năng và cái nước gù của nó anh em xem và thẩm thì nó rất hấp dẫn, đã mắt lắm. Bởi vì mình thấy nước ngoài nó chơi cực kỳ phê, vì nên mình suy đoán là sợ mấy những đa phần là những con chim hay là có nhiều anh em đã dọc và vượt qua rồi, nên mình mới sợ là con chim chặn đi, nên mình mới đánh dò hơi thưa để chống đi cái trường hợp là không bắt được. Nói thẳng là mình đánh dò để cố tình bắt đấy, mà không ngờ lại con chim nó không chặn nên bắt hơi nhanh. Còn đây là cái mã số phen chân của em nó, là cái mã số 079. Thường lệ là nhờ mình đi đánh gì à, là những con gì là mình đưa thay cái phen tên của mình vào, nhưng mà chuyến này hết phen rồi nên đặt phen chưa có, nên mình thấy cái dây rút nó là cái mã số nó cũng khá đẹp nên mình để luôn. Đó là cái mã số là 079, là cái mã số của em nó. Rồi còn giờ mời anh em vào xem clip rừng và thẩm nước chơi của em nó. Ưng thì alo Q69 để sở hữu đón em nó nha.
Bye-bye.